nó thích cũng khá time. Nếu Jennifer không share màn hình được Share màn hình thì chị sẽ không thấy được cái tab của cái Zoom. Cho nên Jennifer phải quay để thấy luôn cái tab ở dưới. Ok, khi mà nó hiện lên như vậy đó thì chị nó sẽ bắt đầu nói, thường thường là cái chỗ này nè, cái nút này nè. À, chị không thấy được màn hình hả? That's right, that's right. bé. Ok, Đó, xong cái này cho em phải gửi cái vị. Đúng rồi, đúng mình rồi. Em ta không dùng hai cái device, một cái device quay và cái màn hình của Jennifer. Dạ. Không, Jennifer có quay lại cho mấy bạn. Nhưng mà, ok, let me stop do this. Hang on one second. Đúng rồi, phải share cái màn hình này chứ hả? Để Jennifer stop cái này. Hang on. Lý do là nó không có record được cái tab ấy, đâm ra là để Jennifer tắt cái nhiều cái screen quá. Ok, let me tắt cái YouTube live ra.